Xin chào mọi người, hôm nay mình cùng xem một đoạn video để học cách giao tiếp khi làm việc tại công ty Nhật nhé. ここが私たちの部屋です。ここが私たちの部屋です。Đây là phòng làm việc của chúng mình đấy. Mọi người nhìn thấy bảng tên không? Đây là tên của các thành viên trong nhóm, à, trong phòng đó. この名札に名前を書いてください。Anh hãy viết tên của anh lên cái tấm bảng, tấm tên nó đó. もう一度お願いします。はい、ここにあなたの名前。Anh Jose ấy hỏi gì? Hãy mỗi chiều độ của người này xin mắt. Khi mà người ta không kịp nghe rồi á, hoặc người ta không hiểu đó, người ta sẽ nói mỗi chiều độ của người này xin mắt. Có thể bạn có thể nhắc lại một lần nữa cho tôi được không? Bạn có thể nói lại một lần nữa cho tôi được không? Đó. Chị này chị giải thích này. Hãy koko ni anata no namae có nghĩa là ở trên cái tấm biển này, cái tấm bảng đó, thì anh hãy ghi tên của anh vào đó. あなたの名前。はい。ジョゼ君、今日から私たちの仲間ね。Jose kun kyou kara watashi tachi no nakama ne. Có nghĩa là sao? Từ ngày hôm nay thì chúng mình đã trở thành một đội đó, nakama, một đội, một nhóm, hay nói nôm na bạn bè đồng bọn ạ. Naka. Moichido onegaishimasu. Đó, anh ấy vẫn sử dụng cấu trúc ngữ pháp Moichido onegaishimasu. Khi mà anh ấy không hiểu hoặc anh ấy không nghe được cái câu của chị nói, thì anh ấy sẽ nói Moichido onegaishimasu. Bạn có thể nhắc lại cho tôi một lần nữa được không? Nakama. Nakama te doyu imi desu ka? Đó. Te doyu imi desu ka? Doyu imi desu ka? Với cái từ mà nakama thì có nghĩa như thế nào? Doyu imi desu ka? Có nghĩa là gì? Mọi người nghe, các chị giải thích nhé. Eigo de teammate ってこと. À, nakama, teammate. Jose-kun, wakaranai koto wa nan demo kiite kudasai ne. À, chị giải thích bằng tiếng Anh. Nakama, đồng đội đó. Rồi chị nói rằng không cần phải ngại gì đâu, ví dụ như có cái gì mà không hiểu ấy thì bất cứ thứ gì cứ hỏi đi, cứ hỏi chúng tôi nhé. Hai. Wow. この robot の手を見て、私たちは人に役立つロボットを研究しています。Mình cùng xem lại đoạn này nhé. この robot の手を見て、私たちは人に役立つロボットを研究しています。Anh ấy nói gì? Hãy nhìn cái tay của con robot này. Chúng ta thì đang nghiên cứu những con robot mà có ích, giúp ích đối với con người đó. Anh ấy chắc anh ấy đang không hiểu này. Hito yakuda. Hito yakuda. Moichido onegaishimasu. 人に役立つロボット。Robots who help people. Hito ni yaku ni tatsu roboto. Những con robot có ích, giúp ích cho con người đó. Thì chị áo vàng ấy, chị cũng giải thích cho anh Jose bằng tiếng Anh rồi đó.
ムレートをここに貼ってください。À, anh áo xanh anh bảo anh ấy yêu cầu à, anh rồi sẽ hãy dán bảng tên của mình lên cái biển đó đó, cái biển biểu thị rằng ở trong phòng đó, trong nhóm đó có những ai đó, tên của mọi thành viên. Jose-kun, こっちよ。Mọi người bị thu hút bởi cái tiếng hát của một ai đó, mọi người tò mò và đi theo tiếng hát đấy đến một căn phòng. Trên bảng thì có ghi tên Akira, Akiba. Mitsume au me to me, kitto saigo no chance. Akiba sensei. Akiba sensei, sensei dành cho những người không chỉ dành cho giáo viên mà ví dụ như bác sĩ này, những người mà có địa vị cao. Đó. Đó, video đến đây thì hết rồi. Hôm nay thì chúng mình chỉ học đến đây thôi. Đó, tiếp tục thì buổi hôm sau mình cùng chờ đón xem thầy Akiba, thầy sẽ nói gì nhá. Biểu cảm của thầy rất là thú vị đó. Mọi người hãy chờ đón tiếp nhé. Tạm biệt mọi người.